Xin chào các bạn đã đến với Hải Nam Telecom. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn mẫu camera IMAX Ranger 2C4M mang đến trải nghiệm với chất lượng ghi hình sống động sắc nét. Bên cạnh đó, chúng còn được trang bị nhiều tính năng giám sát thông minh như phát hiện con người, quay quét 360 độ, theo dõi chuyển động, quan sát ban đêm bằng hồng ngoại với tầm xa 10m, đàm thoại 2 chiều. Và không để các bạn chờ lâu hơn nữa thì cùng mình đập hộp và trải nghiệm chi tiết các tính năng này nhé. Nhìn chung thì mẫu camera IMAX Ranger 2C khá giống với mẫu IMAX Ranger 24M mà mình đã từng review. Với viền ống kính được mạ đồng nổi bật và độ phân giải của em này cũng là 4MP cho ra hình ảnh siêu nét 2K cùng màu sắc chân thật. Hơn nữa, IMAX Ranger 2C còn có khả năng nén video chuẩn H265, giúp tiết kiệm dung lượng lưu trữ và giảm 50% lượng băng thông tiêu thụ so với chuẩn nén H264 và đồng thời vẫn giữ nguyên được chất lượng hình ảnh ban đầu. Tiếp đến là tính năng quan sát ban đêm. Nhờ được tích hợp LED hồng ngoại tự động bật sáng khi không gian thiếu sáng và cho tầm nhìn xa lên đến 10m. Tuy chỉ ghi hình trắng đen vào ban đêm nhưng mọi diễn biến tại khu vực được ghi lại khá rõ nét. Trên camera còn trang bị cả hệ thống mic và loa hỗ trợ đàm thoại 2 chiều từ xa thông qua camera và ứng dụng iMount được cài đặt trên điện thoại. Nhờ vậy mà bạn có thể trò chuyện thoải mái với người thân dù đang công tác xa nhà. Hải Nam xin chào. Với kiểu dáng được thiết kế tách rời giữa phần đầu và phần đế nên bạn có thể dễ dàng điều khiển Ranger 2C xoay 360 độ với góc xoay ngang là 355 độ và góc xoay dọc là 85 độ mà không cần phải tháo lắp hay là di dời camera. Ngoài ra, IMAX Ranger 2C còn được tích hợp một số thuật toán AI giúp nhận diện phát hiện con người trong phạm vi quét. Điều này làm hạn chế các tình trạng báo động giải do con vật, đồ vật gây ra. Đồng thời, chúng sẽ gửi cảnh báo đến điện thoại và hỗ trợ phát loa hú tại chỗ khi phát hiện có người đột nhập. Bên cạnh đó, Ranger 2C còn được trang bị tính năng theo dõi chuyển động, hỗ trợ phát hiện và bám theo sự chuyển động của kẻ gian, giúp bạn không bỏ lỡ bất cứ diễn biến nào xảy ra. Với nhiều tính năng thông minh như vậy, camera IMAX Ranger 2C 4M có thể giúp bạn giám sát theo dõi khu vực trong nhà và phòng chống trộm hiệu quả 24/24. Về giá thành thì ở thời điểm này tại Hải Nam đang có khuyến mãi cực ưu đãi cho mẫu IMAX Ranger 2C với giá chỉ từ 600.000 đồng. Tuy nhiên thì đây là giá khuyến mãi ở thời điểm mà mình làm video này. Để được thông tin chính xác nhất, bạn hãy nhấp vào link sản phẩm hoặc là gọi đến hotline bên dưới phần mô tả nhé. Nếu thấy video này bổ ích thì cho mình xin một like. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh, nhấn nút chuông kế bên để nhận thông báo khi Hải Nam ra video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.